Hello, Sunny Don xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Don. Hiện tại Sunny Don đang lang thang trong một cái công viên có tên là Lê Văn Tám. Ngày xưa đó là nghĩa trang Mạc Đình Chi. Đối với nghĩa trang Mạc Đình Chi này thì nó có những con đường bao quanh, đó là con đường Hiền Vương phía trước mặt anh chị. Con đường thứ hai đó là con đường Hai Bà Trưng và con đường thứ ba đó là Phan Thanh Giảng. Còn ngày hôm nay đó là Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ. Sài Gòn thì có rất là nhiều kỷ niệm, nó lưu luyến, nó bồi hồi xúc động khi chúng ta đi ngang qua một con đường hàng cây nào đó. Ai hỏi Sunny, Sunny nhớ nhất gì về tuổi thơ của Sunny, kỷ niệm? Thì Sunny sẽ kể với anh chị và các bạn. Sunny nhớ nhất là những cái buổi mà cùng các bạn hàng xóm tắm mưa, rồi những cái buổi đi tung tăng, câu cá, cúp cua trốn học, đi tắm biển với bạn bè. Và không quên những cái mái trường xưa, nơi đó nó lưu luyến những kỷ niệm của tuổi học trò anh chị. Và nhân tiện Sunny đang đứng trên khu vực Tân Định, thì chúng ta cũng biết có rất là nhiều cái mái trường đã ghi dấu ấn kỷ niệm đối với anh chị. Nhưng mà trong đó có ngôi trường đó là La San Đức Minh anh chị ha, trên con đường Hiền Vương. Và bây giờ nó là số 146 Võ Thị Sáu anh chị. Mình vào một cái hẻm nho nhỏ, và hôm nay Sunny cũng muốn mời anh chị lang thang trên con đường Hiền Vương này, ghé thăm một cái ngôi trường La San Đức Minh mà anh chị có những kỷ niệm. Đối với La San thì Sunny nhớ không lầm, có gì anh chị bổ sung cho Sunny, đó là La San Mosa, La San Hiền Vương, La San Ta Be và đặc biệt La San Đức Minh. Khi mà chúng ta nghe một bài hát nào anh chị thì chúng ta sẽ nhớ tới khoảng khắc giai đoạn nào đó để chúng ta ôn lại kỷ niệm. Đôi khi chúng ta chỉ nghe giai điệu thôi để chúng ta nhớ lấy kỷ niệm đó. Thì nhân cái tiện cái video clip này, Sunny mượn cái video clip này giống như cái bài hát để ôn lại kỷ niệm đối với anh chị. Sunny thì gửi xe đằng kia, rồi mời anh chị đi bộ với Sunny. Đôi khi đi bộ thì cái hình ảnh nó trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng, nó dễ thương, nó mềm mại hơn. Chạy xe thì rần nhức đầu lắm. Chịu vất vả chút xíu, nhưng mà anh chị nhớ like, share và ủng hộ Sunny để chúng ta cùng nhau vui, chúng ta cùng nhau lang thang trải nghiệm anh chị ha, để ngắm lại những con đường góc phố, đặc biệt cái mái trường mà anh chị đã có kỷ niệm. Cái này thì Sunny cũng thực hiện theo một số yêu cầu của anh chị, có gửi email comment thì Sunny đặt mình vào anh chị, thì Sunny nói mình phải nên làm chuyện đó. Cái đó là cái gì đó mà đem lại kỷ niệm anh chị là Sunny cảm thấy rất là vui. Trước mặt chúng ta đó là cái ngã tư Hai Bà Trưng anh chị, mé phải thì chúng ta về nhà thờ Tân Định nè, chợ Tân Định. Mé trái thì chúng ta theo con đường này để về bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta sẽ đi qua ngã tư luôn anh chị ha, dọc con đường Hiền Vương. Rồi anh chị nhớ có một cái ngã ba đó là con đường Duy Tân anh chị, mà nay là Phạm Ngọc Thạch. Và đối diện con đường Duy Tân đó có một cái hẻm 146 Võ Thị Sáu. Sunny sẽ đợi đèn xanh đèn đỏ và mời anh chị qua đường. Dòng xe cộ nè. Bây giờ thì khoảng 11 giờ trưa anh chị. Đây cái hướng này là về chợ Tân Định đây. Cầu Kiệu. Đúng
qua chúng ta qua đường nhé. Bây giờ anh chị thấy nó thay đổi hoàn toàn anh chị ha, những cái căn nhà từ góc phố Sunny cũng muốn quay lại cái góc ngã tư này, có rất là nhiều kỷ niệm đối với anh chị nên anh Sunny cũng quay lại sơ sơ để nhìn ngó. Đây là dòng xe đổ về từ cầu Bông anh chị, trên con đường Hiền Hương. Đó, đây là về hướng bến Bạch Đằng. Kia là công viên. Chúng ta cùng nhau đi nha. Cái góc này á, nếu mà những kỷ niệm của anh chị thì gần tới Noel thì những cái shop ở đây bán đồ trang trí Noel cũng rất là nhiều. Và Sunny sẽ đi bên đây để chúng ta nhìn lại con đường ngày xưa anh chị đã đi học ở La Salle, Đức Minh. Thường thường nói về Sài Gòn, những cái dòng La Salle, những bạn trẻ ngày hôm nay ở Sài Gòn chỉ biết đến La Salle Tape, Trần Đại Nghĩa nè, La Salle Hiền Vương, La Salle Mosa, nhưng mà có thể là họ cái trường La Salle Đức Minh này ở trong hẻm nên rất ít người biết anh chị. 142 trên đây, đây anh chị thấy đây là có một con hẻm mà đối diện cái hẻm 142 thì Sunny sẽ đi vào cái ngõ 146 chứ, cái ngõ 142 cái hẻm đây. Không biết là bây giờ nó trở thành trường gì anh chị, nó thay đổi nhiều. Và Sunny tham khảo tài liệu đó, năm ngoái, cuối năm ngoái thì tổ chức 95 năm ngày thành lập La Salle Đức Minh anh chị. Đó là một cái mốc kỷ niệm 146. Trên con đường này bây giờ là trở thành những cái bán phone nè, shop thời trang rất là nhiều. Và nếu mà đi thẳng có đèn xanh đèn đỏ phía trước á là con đường Baxter, còn mé đây là con đường Phạm Ngọc Thạch Duy Tân nè anh chị. Ở đây có những cái chai lọ, không có bia con cọp giống như hồi xưa. Đó là những cái shop anh chị. Đây 146 thì chúng ta vào hẻm, trước khi vào hẻm 146 này Sunny sẽ clear lại những căn nhà, những cái góc phố này rất là thân quen đối với anh chị đã từng học ở ngôi trường La Salle Đức Minh này. Sunny sẽ vào hẻm đó. Và trước khi hẻm đó thì Sunny cũng muốn giới thiệu con đường Duy Tân cây dề bóng mát, một bài hát nổi tiếng của Phạm Duy. Góc này. Và nếu mà chúng ta đi thẳng thì chúng ta biết chúng ta sẽ đến Hồ Con Rùa anh chị ha. Có hai ngôi trường, đó là trường kiến trúc và luật khoa. Luật khoa bây giờ đó là Đại học Kinh tế. Sunny sẽ băng qua đường thôi. Đây anh chị, 146 Võ Thị Sáu, phường 8 quận 3, và chúng ta sẽ đi vào trong con hẻm này từng bước một. Và những cái bức tường rêu phong vẫn còn đó, cái hẻm vẫn còn đó, nhưng mà con người thì tản mát mỗi phương mỗi hướng và chỉ còn những cảnh vật thôi. Cho tới mình gặp cô hay là gặp Thái Lan. La Salle. Đây có thể là cái ngôi trường đây là gì? Tại vì Sunny cũng cứ đi vòng vòng trong khu vực này để anh chị ôn lại kỷ niệm thôi. Đấy, ngôi trường của anh chị đây, một mái trường La Salle ngày xưa. Một bốn sáu vào hồi sáu
chị ơi cho em hỏi cái này là La San Đức Minh ngày xưa phải không? Ở trong kia à, đi đây hồi xưa nhưng mà trong kia là La San trong. À còn cái trường học ngày xưa đó gì đó. À đây luôn á hả? À. 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 Bây giờ thì nó trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại ngữ anh chị. Đó. Và Sunny sẽ đi vào trong đây nha. Những con hẻm này thì chúng ta có rất là nhiều kỷ niệm. Phòng khám từ thiện Thánh Tâm, phòng khám đa khoa Thánh Tâm Tân Định. Trong đây là phòng khám anh chị. Sunny thì chỉ biết nhìn đây thôi, nhìn vào cái khoảng sân. Đôi khi mình nhìn vậy mình lại mình luôn lưu luyến thôi anh chị. Chứ bây giờ đóng cửa thì không vào được, tại vì mình cũng không có giấy phép làm YouTube mà, nên anh chị cũng thông cảm. Vẫn căn nhà đó, vẫn cái mái đó. Sunny cũng muốn đứng đây, đứng đi hoài hoài, nhưng mà chúng ta phải đi thôi, đi lang thang. Những con hẻm, căn nhà, góc phố 146, Võ Thị Sáu. Ở đây có bán những cây ớt, mướp, bí đao để người ta đi trồng, anh chị có cái lan can phía trên trồng. Đây cái hướng chúng ta đi ra nè, đi ra con đường Hiền Vương. Giờ Sunny sẽ men theo con đường này để chúng ta coi đi đâu. Đây là cái này là hẻm cục, đối với cái khu vực này cũng có cảm giác an ninh sạch sẽ anh chị. Đi sát ngôi trường này của anh chị ngày xưa, không biết đi đâu nữa đây, thôi cứ đi đi theo cái hàng rào này, không biết là ngày xưa nó có cái đường không, có gì anh chị cũng chia sẻ dùm cho Sunny nha. Con đường này rất là yên tĩnh. À, con đường này vào ngõ cụt rồi thì nguy hiểm quá, có một con kỳ, con kỳ đó giống như con bẹt rề đó, đi rón rén nhẹ nhẹ thôi, nó dí là lợn la làng luôn anh chị, sợ chó lắm. Đó. À, đi con đường nó vít rồi, giờ mình phải quẹo ngõ này nha anh chị ha, nói nhỏ thôi chứ con chó nó cắn. Rồi. Còn coi chúng ta đi đâu nữa đây, những con hẻm ngoằn ngoèo vào một cái khu sớm, quẹo đi đâu. Không biết đi đâu đây, cứ đi anh chị ha. Những căn nhà cũ, cái này giống bếp quá. Bác ơi, cái này có đi ra đường bác? Được, đi dạ. Ra quẹo tay trái. Dạ, cảm ơn bác. Đó, vào một cái khu sớm. Ngôi trường đó thì nó có một cái chốt bảo vệ anh chị. Mình chỉ đứng ở ngoài thôi. Để mình xin đi lia để anh chị thấy hình dung ngôi trường đó như thế nào. Quẹo tay trái. Cái này vào cái hẻm cục. À, đi ra con đường gì đây? Tu viện La San. À,
ở đây cái khu, quanh cái khu này thì cái mảnh đất của bên tu viện La Sát anh chị. Rồi, xin đi sẽ đi đâu nữa. Ở dưới kia là con đường Pasteur. Cái hướng này chúng ta đi ra con đường Pasteur anh chị, đường Pasteur phải hòa đó. Và cái hướng này thì có thể là chúng ta đi ra Hai Bà Trưng. Và một cái hướng nữa. Không biết đi đâu thôi. Mình đi thấy hướng này đi, hướng này không biết có bích hay không. Hôm nay thì nhân tiện đi thăm La Sát Đức Minh thì xin đây cũng muốn mời chị lang thang những trong khu shop này nhé. Đi thẳng ra đường Hai Bà Trưng phải anh chị? Cứ đi đi đúng rồi. Dạ cảm ơn. Dạ. Con đường rẽ phải con đường Trần Quốc Toản. Con đường trước Trần Quốc Toản ngày xưa là nó tên là Nguyễn Đình Chiểu anh chị. Ở ngay chỗ chợ thuốc lá Tân Định đó. Đấy. Phải luôn. Phải luôn. Đó. Đây. Đây. Thông ra một con đường, không biết con đường gì đây. À, đi thẳng nha anh chị. Biết rồi. Hy vọng rằng những cái khu sớm hẻm dân cư này thì anh chị sẽ nhìn được cái hình ảnh cái khu La Sát ngày hôm nay. Đây là cái hướng con đường Trần Quốc Toản hướng về con đường Công Lý Pasteur anh chị. Và cái hướng này chúng ta sẽ đi thẳng con đường này để chúng ta về chợ Tân Định. Và Sunny sẽ kết thúc tại chợ Tân Định anh chị ha. Tại chợ thuốc lá Tân Định, thuốc lá sĩ, thuốc lá hút đó. Đây là trường tiểu học huyện Thái Sơn. Thì không biết là ngày xưa tên gì anh chị. Ở đây có một cái trường lớn nữa. Đây cái trường này rất lớn. Bữa một số anh nói là trường gì tên nào bây giờ là Nguyễn Thị Diệu. Trường rất là đẹp, cái lối kiến trúc của Pháp kìa. Đẹp. Đó. Coi trường này anh chị, đẹp không? Rất là đẹp. Và chúng ta còn đi chút xíu nữa là chúng ta tới con đường Hai Bà Trưng.
tia mắt qua bên phải chúng ta thấy một cái ngôi chợ đầy kỷ niệm, đó là chợ Tân Định. Và không biết như thế nào mà người ta nói là chợ nhà dễ hậu đó. Đây, coi chừng Nguyễn Thị Diệu đó anh chị. Vài bước chân nữa thôi là chúng ta thấy một cái ngôi chợ, và ngôi chợ Tân Định. Xin Y cũng muốn nói lời tạm chia tay với anh chị. Hôm nay thì Xin Y cũng rất là vui lang thang từ công viên Lê Văn Tám trên con đường Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu, để chúng ta thăm lại cái mái trường xưa của anh chị, đó là La San Đức Minh, rồi lang thang trong một cái khu xóm hẻm ngay chỗ quanh trường La San Đức Minh, men ra ngoài đây để chúng ta kết thúc chia tay với nhau ở cái hình ảnh chợ Tân Định ngày ấy và bây giờ. Rồi, nhân đây cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin đi thương ái mến chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Xin Đi Đó. Bye bye anh chị.